thất bại thực sự rồi mọi người ạ. Đây là cái chậu rúi chết này, toàn rúi bố mẹ thôi. Đây, đẹp chưa, toàn bố mẹ thôi, chết đấy. Đây là thất bại người nuôi rúi này. Các bạn biết tại sao chết không? Biết tại sao chết nhiều không? Đây mọi người ơi, đây này, xuống xem này. Bà ấy ra bà ấy, mọi người xem đây. Đây chính là khách hàng họ bom rúi đấy bạn ạ. Đặt cọc một ít thôi xong bắt đầu là cho mình ship đến. Ship đến nơi thì là tắt nguồn điện thoại xong rồi là mình chở đi chở về gặp trời nắng là chết hết. Thực sự là rất là phí, rất là buồn luôn. Đây toàn là rúi bố mẹ không. Đấy, đây là cái cảnh mà cái người chăn nuôi rúi rất là ngán. Mấy cái ông mà gọi là đặt hàng cho vui mồm. Đấy, thì có thấy thương không? Đấy, thì những con rúi này mọi người xem này, rất là to, toàn rúi bố mẹ không, 100% rúi bố mẹ không. Và vận chuyển đi vận chuyển lại rất là mệt mỏi, rất là mệt mỏi luôn. Lại còn chết nữa. Đây, 2 cân một con. Đấy, trung bình 2 cân một con. Đấy, mà thấy người theo toàn rúi bố mẹ. Đây là cảnh rất là buồn trong cái ngành chăn nuôi của chúng ta đấy. Thế nên là khi mà chăn nuôi này, mọi người gắng để ý một chút. Đấy là khi mà mình đã mua hàng người ta rồi, mà đặt cọc rồi, mà người ta đến ship. Đấy, thì không lấy thì chúng ta cũng phải nói ngay từ đầu để người ta không vận chuyển đến. Vận chuyển 300 cây số tới chuyển đây đi, mất buổi sáng xong thuê bao, thì gọi thuê bao xong rồi chuyển về gặp trời nắng, xong rồi là trong quá trình vận chuyển nó quá nhiều thời gian hàng ngày như thế, mà mùa này nắng 39-40 độ thì gây thiệt hại rất lớn cho cái người chăn nuôi. Nên là mọi người cố gắng ấy, trong quá trình chăn nuôi ấy, thì là cũng nên là né những cái chuyện chúng ta vận chuyển cái con rúi mà trời nắng đi nhá. Tớ là tớ sai lầm vì là có những khách hàng ấy là đợi hứa như đinh đóng cột là tôi người lớn nhá, tôi không phải chở con, già 50-60 tuổi tôi rồi mà tôi lại đi bom hàng anh à. Đấy, thế là chuyện đến là coi như là hỏng. Cuối cùng là công nhân của mình nửa đêm lại phải tháo rúi ra dỡ ra để thả thôi. Đấy mọi người thấy chưa, thả rúi ra kìa, vận chuyển đi vận chuyển lại rúi bố mẹ. Thứ nhất là những con mà nó rất là hao rúi rồi nó chết mà mình rất là đáng lòng. Đây đấy, chết nữa kìa, lại chết tiếp, quá nhiều luôn. Mình vận chuyển 100 con rúi bố mẹ nha mọi người. Đấy, đặt cọc có chục triệu thôi, mình vận chuyển đến tận nơi hàng đẹp như thế này mà lại đi bom hàng, đúng không ạ? Nên là trong cái chăn nuôi rúi này này thì chúng ta tốt nhất ấy là ai mà mua hàng ấy thì đến tận nơi mà chọn. Còn tôi từ nay tôi không vận chuyển với mọi người nữa. Chọn xong, ví dụ muốn tôi vận chuyển đến cho các bạn thì các bạn cứ chọn xong đưa tiền xong tôi chuyển đến cho. Đấy nên là mọi người là cố gắng thông cảm nhá. Nên từ nay mình không vận chuyển ở đâu. Thì ba ơi, ra thịt chỗ này đi. Thịt nay ta cho hết rượu mận liên hoan tuần luôn. Đây, liên hoan tuần luôn. Bếp sẵn rồi. Đây, bếp sẵn rồi đây. À, bếp sẵn rồi mọi người nhá. Pha đi bà ơi. Đây nữa, kia 2 con nữa kìa. Ôi, thế này thì là còn gì rúi nữa. Đấy, còn 2 cân một con rúi to như này. Đấy, còn 2 cân một con rúi to này. Thế này có chết không luôn chứ. Này, chết không chứ. Mấy cái thằng rửa hơi đây. Đấy, mấy thằng rửa hơi đấy. Toàn rúi to không. Nhưng mà rất lạ nhá, những con đực là chết trước. Đây, toàn rái này. Đem bãi nước đây à. Ấy à, kéo nhá, không có lại giống hôm nọ nhá. Đây. Đấy, con rúi này làm rất là đơn giản thôi. Đấy, rúi này làm cực kỳ đơn giản. Cứ cho cái này thôi, pha như pha nước sôi cho chó ấy nhá. Đấy, chúng ta chỉ cần
cho cái nước một phần nước sôi, xong chúng ta đổ thêm nước gọi là nước lạnh, một ít nước lạnh vào. Rồi chúng ta đây đưa cái bao tay cho chúng ta lôi ra. Đó là tuốt phát rồi xong hết. Cái này là chúng ta phải làm nhanh. Không có là tí nữa nó khó làm. Nào. Ôi, rúi như thế này thì có chết không chứ. Tiền đâu cho lại. 1,5-2 triệu một con rúi ma đào. À, rúi mốc bố mẹ. Không phải ít. Không phải ít luôn. Quá thiệt hại luôn. Đấy. Đợi, cứ đợi, cứ các ông cứ bảo. Cứ dậy sớm để làm giàu nhá. Ngủ dậy sớm để mà làm giàu. Cứ bảo là dậy sớm để làm giàu. Rồi thức hôm để làm giàu. Cái bọn mà nó có tiền ấy, nó 8 giờ tối lên giường ngủ bố rồi. Đấy. 8 giờ tối lên giường ngủ bố mất còn đâu nữa. Ê, ngủ tận 8 giờ sáng nó mới dậy. Chỉ có mình nghèo mới lóc cóc dậy sớm để đi làm thôi. Làm gì có cái chuyện là dậy sớm để thành công bao giờ ấy. Mấy thằng thành công nó ngủ 8 giờ sáng. Đây mọi người ra ngoài đây đi, ra đi. Mấy kia ra chưa? Ui ôi, to thật. Cái lồng lốc này. Mọi người nhá, mình chỉ quay cái cảnh mình vặt lông thôi nhá. Đấy, còn mình không quay cái cảnh là mình không quay là giết mổ đâu nhá. Mọi người thông cảm nhá. Đây chỉ vặt lông thôi. Đấy. Đây là rúi nó bị ngạt đấy mọi người nhá, không bệnh tật gì hết. Đấy, vận chuyển về bị ngạt đấy. Chị Dóc à? Chị Dóc thì bà lấy nước ra nhúng lại đi. Đang còn thở này. Đang còn phì phò thở này, đấy. Thấy chưa? Bụng đang thở đây này. Nhưng mà không thịt thì nó chết mà. Cố gắng thịt càng sớm càng tốt. Những con rúi này là mình vất vả nuôi hàng năm trời đấy. Đấy, mỗi lần bạn tính trung bình đi, mỗi con bố mẹ này bây giờ đang trung bình rơi vào khoảng tầm 1,5-2 triệu một con. Nó rơi vào cái hàng giống này rơi vào khoảng 1 triệu một cân nhá các bạn nhá. Thế thì những loại tôi cân lên đến cưng con 2 cân 2 triệu rồi, đúng không? Thế một đôi là 4 triệu rồi. Đấy, 2 triệu một con, tính trung bình ở đây là cho 1,7 triệu một con đi. Thế thì chục con đã 17 triệu rồi. Cứ mà ai mà có ăn cái hàng này thì có thể là đến tại trực tiếp vào hợp tác xã mình bao miễn phí luôn. Đấy, cứ mang riềng mỉa sang đây là nấu luôn chứ còn không cần phải tiền nong gì nhá. Đấy, còn không ship đâu mọi người nhá. Đại gia đâu thấy cạnh này đúng không? Mình mới là người vất vả. Dậy sớm thì thành công. Dậy sớm thì rúi. Thức khuya là thành công. Thức khuya là thành công. Mấy thằng thành công nó ngủ uế rồi. Tôi ngủ say thì éo quá giờ nên mình mới thành công. Nó đang thì rúi chết. Thế mà của nhà mà chết từ này đúng là đứt ruột. Đúng, mấy thằng đi mua này chết. Đi mua giống về thằng chết được cũng chết 1-2 con một lần. Thằng chết lúc này là gì? Thằng... Thế mà biết là cái năm cuối năm mấy thằng nó chết thằng mấy tạ giòn. À thằng chết thằng đúng rồi, tạ mấy giòn nhỉ? Khiếp đổ đống giòn nhìn gì đi. Thoát hết rồi. Lại là chạy đi cũng mà thay nghĩ nhé, làm cái chuyện
À, bán luôn. Nhặt bán luôn. Ai mà chả biết, nhưng mà cái gì nó lát nát một hai con không sao. Đến sáng mai làm sao đã xuất hiện đâu. Bán. Thôi nha.